Và tiếp theo, thật là đẹp, thật là sang và thật là đẹp. Cả nhà thích không ạ? Đầm này size 8. Đầm này các chị em mặc đi ăn tiệc. Đầm này không phải là đầm mặc đi chợ hoặc là đi dạo phố hoặc là đi shopping. Nhưng đầm này là đầm đi ăn tiệc. Thật là đẹp với mình vải mousseline và cái màu bông rất là đẹp luôn. Xuất sắc luôn cái đầm này đó. Ở bên trong có một lớp lót màu vàng ha. Cổ rất lịch sự nè, cổ tim nhưng mà không có sâu đâu. Tại vì nó size 8 cho nên là mặt nó xuống như vậy, các bạn mặc đúng thì nó sẽ lên như vậy. Nó sẽ rất là đẹp ha. Và cái tay này nè mới là quan trọng nè. Cái tay này đó là nó che cái phần bắp tay cho chúng ta. Khi lớn tuổi rồi, đa số ai cũng bị cái phần bắp tay nhiều. Ngoại trừ các bạn làm việc tay chân thì nó đỡ ha. Trời ơi, thật là đẹp. Nhìn duyên lắm các bạn ơi, cái đầm này nè. Các bạn cao một chút thì không cần cắt lai đâu. Tại vì đầm này là chắc chắn chúng ta phải mang guốc rồi. Đầm này đâu có thể mang dép được. Thước tha lắm, đẹp lắm luôn đó các tình yêu, trên cả tuyệt vời, với những thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới ha. Phải là những thương hiệu này thì chúng ta mới có thể mặc đi ăn tiệc được, nó sang và nó đẹp, tất cả đã được on sale rẻ, cứ mua sẵn một cái để trong tủ nè. Cần cái là có lấy mặc liền, khỏi cần phải lo lắng gì hết. Có CC lo cho các tình yêu của CC rồi, không cần phải đắn đo nhiều. Cứ việc đi làm kiếm tiền đi. Rồi nửa lớn tuổi như CC như vậy nè, thì lúc đó cũng nhún nha nhún nhảy đi chơi đi du lịch như CC như vậy nè. Bây giờ còn trẻ, cày đi để kiếm tiền. Hoặc là các chị em nào mà lớn tuổi qua Mỹ trễ đó, thì bây giờ vẫn còn phải làm việc thì cứ làm việc đi, đừng có lo vấn đề đi tiệc phải mặc cái gì, đi du lịch phải mặc cái gì, hoặc là tôi đi cái gì đó tôi phải mặc cái gì. Có CC lo cho các tình yêu của CC hết rồi. Ok, thì đây nè, rất là đẹp cái đầm này luôn. CC qua cái khác nhé. Và tiếp theo, đây là bộ đi kèn quai. Đầm này size 8. CC có một cái nữa size 4. CC mặc có size 2 à, nhưng mà size 4 CC cũng mặc được. Là tại vì cái phần eo này nó có sợi dây buộc lại một chút. Cho nên là kiểu đầm này size 2 và size 4 CC đều mặc được. Trước khi CC mặc cái đầm size 4 này, chị em nào muốn mua thì mua ha. Đây là kiểu CC mặc đó, đi nhà thờ hoặc là đi ăn tiệc hoặc là đi với ông bạn Mỹ đó, ông hay mời CC đi những nơi sang sang hay mặc những dạng đầm như vậy. Là tại vì sao các bạn? Vì nó có cái độ xòe mà nó bằng mousseline, nó mỏng, nó nhẹ lắm. Chỉ cần đứng ở chỗ máy lạnh nhiều hoặc là đứng ở ngoài trời gặp bạn bè này nọ đó, các bạn chỉ cần lắc người nhẹ nhẹ một chút thôi, nhìn các bạn duyên lắm. Chị em phụ nữ chúng ta đó nhờ những cái như vậy. Nhất là người Việt của chúng ta là mảnh khảnh, nhỏ nhắn lắm, chúng ta đứng tướng làm sao nhìn các bạn cũng đẹp đó. Miễn làm sao mà các bạn mặc cao đầm mà các bạn thấy nó phù hợp là đẹp rồi. CC cố tình mặc cái size 8 để cho các chị em nhìn được cái chiều dài là như vậy, cái ngực, cái vai này nọ đó. Chứ đúng ra là CC mặc cái 4 nhưng mà thôi, mặc như vậy để cho các chị em nhìn nè. Đó, cắt ngang eo, buộc dây. Cho nên đó là điều mà CC nói ăn gian được. Nè, nó rộng như vậy ha. Đây là mình vải mousseline, không có độ co giãn. Và nhất là những cái kiểu như vậy thì bắt buộc các chị em phải mặc đúng size, không ăn gian size được. CC đó mặc size 4 được là tại vì CC bị cái ngực lớn, cho nên CC mặc được. Còn các chị em là phải đúng size, hay là bạn nào đó mà có cái ngực lớn như CC vậy nè, mặc được. Các bạn biết đầm loại này nè, Tommy rất nhiều, CK
Có, đi kèn quay rất là khó. Các bạn thấy CC đâu có những cái đầm này mà hiểu đi kèn quay nhiều đâu. Hiếm lắm các bạn. Đó, đây là cái bóp. Hiểu đi kèn quay luôn. Bóp này để phone, giấy tờ, tiền, đi ăn tiệc. Kiếm được một bộ như vậy không dễ, khó lắm. Cái bóp này CC mua lâu lắm rồi để dành nè. Đó, bây giờ gom vô được một bộ nè. Đó, chị em nào mà mua cái đầm này hãy mua lấy cái bóp này. Tại vì nó cùng thương hiệu đi kèn quay ha. Tuyệt vời, cái đầm này là 50% off. Nhưng cái bóp này có 30% off à. Những cái dạng bóp vầy mắc lắm các bạn. Đó, trên cả tuyệt vời. Đẹp không các tình yêu? Mặc những cái dạng đầm như vậy nè, nhìn chúng ta thước tha lắm, đẹp lắm. CC nhiều lắm các bạn, tại vì thích đó. Ngày xưa đi làm cũng mặc những thương hiệu nổi tiếng như vậy, nhưng mà đầm ôm, cái mình vải nó phải là thun, nó dày một chút, tại mình ngồi trong máy lạnh. Còn bây giờ hết đi làm rồi, bây giờ chỉ có đi ăn với đi chơi thôi. Đó thì phải mặc những dạng đầm này, vì nhờ những cái dạng đầm này mới làm cho các bạn đẹp được. Duyên lắm, dễ thương lắm. Người Việt Nam chúng ta được một cái là mảnh khảnh. Cho dù bây giờ các bạn có to, có tròn người này nọ, nhưng mà nhìn các bạn vẫn đẹp hơn là người, thí dụ như người Mẽ hoặc là người Mỹ này nọ. Tại vì cái tròn của họ, họ khác lắm. Đó. Thì đây nha. Tuyệt vời và chuyên cả tuyệt vời đầm này. Size 8 và size 4. Đây là cái lớp đắp qua, đắp lại. Cái quan trọng là cái thương hiệu đi kèn quay. Được 50% off nữa. Trời ơi, các đầm này các bạn để cả chục năm trời luôn đó. CC nói cả 10 năm luôn, không ăn nhầm gì hết. Kiểu nó y như vậy. Các bạn có thấy hôm qua CC có làm một cái video đó, kiểu cũng y như vậy nào, đúng không? Cũng miếng vậy, đắp qua đắp lại nhưng mà hiệu khác. Đó, nó như vậy á các bạn. Nó giống giống nhau hết trơn à. Nó khác nhau là ở cái thương hiệu thôi. Tuyệt vời. Và tiếp theo đây, một cao đầm đẹp xuất sắc, trên cả tuyệt vời, rất sang và rất đẹp. Đi ăn tiệc nè, đi đám cưới nè. Size 8 với thương hiệu đi kèn quay, 129 đô, 50% off. Các tình yêu ơi, nó bị dính cái băng keo hồi nãy, cái lột cái nó đi luôn rồi nha. Nè, size 8, 129 đô, 50% off. Hiệu đi kèn quay, cực kỳ sang và cực kỳ đẹp. Cái áo đầm này không có một điểm nào có thể che được đó. Đẹp lắm các tình yêu. Mặc cái này nè, đi đám cưới nè, rồi cực kỳ sang luôn. Ở bên trong có một lớp lót ha. Ở ngoài nè, ở dưới cái chân, họ có hai tầng đều cắt vải xéo hết. Một tầng, hai tầng. Thành ra nhìn các bạn rất là thước tha, rất là duyên, rất là đẹp luôn. Vừa đó các bạn không có bị dài đâu nha. Khỏi cần phải lo cái vấn đề chiều dài. Trên cả tuyệt vời, rất là sang, rất là đẹp luôn. Size 8, mình vải muslin. Cái phần này là cắt ngang đây nè, có thun ha. Nè, rộng như vậy luôn. Các bạn muốn buộc cái sợi dây này thì buộc, không buộc sợi dây này thắt cái bèo. Trên cả tuyệt vời, xuất sắc đó các bạn. Cái đầm này nè, năn nỉ các bạn mua luôn. Tại vì CC mặc, CC mới cảm nhận được nó thoải mái như thế nào, nó đẹp như thế nào. Năn nỉ mua. Tình yêu nào size 8 đừng có bỏ qua. Uổng lắm đó, CC nói thiệt. Đẹp lắm á. Thôi, không tám nữa, để làm video nha. Thích thích đẹp đẹp là đứng nói hoài các bạn ơi, bị mắng vốn hoài thôi. Mê lắm à, tuyệt vời. Đây là một cái áo đầm thật là đẹp và rất là dễ mặc luôn. Dành cho các chị em nào mà không có thích mặc hở hở đó. Đây đúng là cao đầm che khuyết điểm da trơn luôn rồi, còn hở chỗ nào đâu các bạn. Đầm này size 8 ha.
tay dài thon nè, tay có sợi thun, đây là mình vải, vải tôn, không biết phải không nữa, nhưng mà đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới ha, lịch sự lắm. Ai mà chịu mặc dài tay kín cổ thì là như vậy. Cái phần này có thun nè, tại vì CC mặc nó rộng thùng thình nha, cho nên là CC phải mượn đỡ cái beo này thắt vào, chứ cái beo này với cái này không có đúng đâu, không còn nào trơn. Bây giờ này mà ra gara làm chó nó sủa dữ lắm, cho nên không có ra ha, thắt đỡ cái này đi rồi các chị em trừ hao ha, tại không có đúng sai của CC đó, mà các chị em yêu cầu mặc thì CC phải mặc thôi, cho nên là sẽ làm cho cao đầm người ta nó xấu đi luôn đó, tại vì mình mặc không đúng mà. Nhưng mà hy vọng là các chị em sẽ nhìn ra được đây là cái mình vải gì đó, vải xoa vải gì đó lạ lắm các bạn, CC không biết, không phải vải tôn đó, không phải đây vừa luôn, khỏi cắt like khỏi gì luôn, size 8 ha, tuyệt vời luôn. Lý do tại sao mà làm size 8 và size 10 nhiều là tại vì các chị em yêu cầu quá nhiều. CC ơi, size 8, size 10, size 8, size 10 CC. Và thành ra CC ưu tiên làm cái video này size 8, size 10 cho các chị em lựa nha. Trời ơi, các chị em mua được món để bên kia kìa, quá trời người để luôn. Cho nên là bắt buộc CC phải làm nhiều nhiều cho các chị em chọn để gửi đi chứ. Chứ để đầy luôn à, rồi quên quên nhớ nhớ nữa. Đó, các chị em trả tiền hết rồi, CC mới để lại như vậy đó. Trời ơi, quay nó muốn xỉn luôn đó các bạn. Nè, đẹp quá đúng không ạ? À? Đó, chị em nào mà thích mặc kín đáo thì đây nha. Chị em nào mà muốn che khuyết điểm thì là đây. Trên cả tuyệt vời những cái dạng đầm này. Đầm này thì các bạn có thể đi ăn tiệc với bạn bè, đi tới nhà ai đó gặp người này người kia, người lớn tuổi hoặc bạn bè được đây. Đó, đẹp, lịch sự. Đó, bạn nào mà chịu mặc như vậy thì đây chính là cái áo đầm mà các bạn cần mua. Nhưng mà CC những kiểu này thì CC không thể mặc được, tại vì cái tướng của CC là không mặc được những kiểu như vậy nha các bạn. Đó, lịch sự, sang và rất đẹp. Cưới những thương hiệu nổi tiếng như vậy mà mua các bạn. CC nói các bạn để một cái áo đầm cả chục năm trời không xưa nha. Thật lòng luôn, không xưa luôn. CC có nhiều cái đó, bây giờ CC thấy người ta vẫn bán đó. 20 năm có luôn á. Nó có một kiểu vậy à. Những thương hiệu nổi tiếng này nó chỉ có vậy thôi. Đây các bạn, thay đổi tí tẹo à. Trời ơi, đẹp quá, cái mình vải mát lắm, thích lắm các bạn. Không phải mình vải tôn. Thật là đẹp luôn. Rồi, qua cái khác theo đây. Đây là cái áo đầm mà các chị em mê lắm đúng không? Trời ơi, CC thấy mừng quá, lấy liền luôn. Cái này đó, CC nghĩ rằng là bán chắc cũng phải 5 cái rồi đó các bạn. Màu lịch sự, sang và đẹp vô cùng luôn. Đầm này size 8. Các chị em nào mà bị cái bụng to đó thì nên mặc. Mà đừng to quá nha, to vừa phải. Những cái kiểu này, phần này là ôm rồi, cắt ngang, xòe, hết khổ vải luôn. Cái phần xòe hết khổ vải, nó rủ, nó ôm lấy cái bụng các bạn. Đầm này dành cho các chị em bị cái phần bụng đó. Nhất là các chị em nào mà đi Việt Nam qua con CC kìa. Đó, bây giờ bắt đầu lôi những cái đầm này ra mặt các bạn. Đây là thương hiệu Tommy Hilfiger, 50% off, mình vải muslin. Ồ, cái này may đắp luôn rồi. Đây, trên cả tuyệt vời những dạng đầm như vậy, sang lắm luôn đó các bạn. Các chị em đi nhà thờ, đây là chính những cái áo đầm các chị em cần mua. Đi nhà thờ, đi ăn tiệc, những nơi sang trọng lịch sự đẹp. Những dạng đầm này chỉ có Mỹ trắng mà, Mỹ da màu cũng có nhưng mà ít. Họ không có mặc những cái màu mà nhu nhu như vậy, họ mặc màu nổi lắm. Cực kỳ sang và đẹp, trời, thấy cái mừng quá, lấy liền luôn. Cái này mới mua ngày hôm nay. Cực kỳ đẹp, các tình yêu.
sang vô cùng. Size 8 ha. Con cái rồi đó. Các chị em nào nhanh thì mua được. Có thể ánh đèn nhà CC nó không đẹp nha, mà ngoài trời đẹp lắm. Hãy tin CC đi, CC lựa màu là các chị em yên tâm rồi. Xuất sắc. Và tiếp theo, đây là một cáo đầm thớt là đẹp luôn các bạn. Để CC nói cáo đầm này. Cáo đầm này nhiều người muốn mua lắm, nhưng mà vì các bạn muốn mua, cái CC ghi tên các bạn mang lầu để cái quên luôn. Tới khi các bạn hỏi, cái CC tìm cũng ra cáo đầm này nè. Đó cho nên là tới giờ cũng chưa bán. CC thấy đó, cáo đầm này thắt với cái beo này đẹp. Đó cho nên bây giờ CC lấy xuống, thắt với lại cái beo này. Chị em nào mà lúc trước hỏi cáo đầm này nè, rồi CC quên, không tìm ra. Đó, CC xin lỗi nha. Bây giờ muốn mua lại thì cứ mua. Còn nếu không thì bạn nào muốn mua thì mua ha. Đầm này size 8 với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới ha. Sang lắm, đẹp lắm. Mình vải này giống như là vải gì đó, không phải muslin đâu. Giống như gấm gấm cái gì đó. Bên trong lớp lót như vậy ha. Tay nè, phùng phùng, chỗ này cắt ngang eo. Thắt với lại cái beo này đẹp đó các bạn. Cái beo này là của Michael Kors. Đầm này mấy người thích lận đó. Mà lâu rồi đó. Tại CC để trên lầu là quên rồi các bạn. Thật là đẹp luôn, đẹp từ màu sắc cho tới kiểu luôn. Với một thương hiệu nổi tiếng mà được 50% off nữa, còn gì hơn nữa các bạn. Thật là đẹp. Đẹp ha. Nhìn thước tha mà rất là duyên, rất là đẹp luôn. Trên cả tuyệt vời. Xin quá các bạn. Tiếp theo, cũng là những cao đầm rất sang và rất đẹp. Hiệu Tommy Hilfiger size 8, 129 đô, 50% off. Mình vải muslin như vậy, cùng một kiểu thôi, màu khác, rất là đẹp, nhẹ nhàng, thước tha vô cùng luôn. Tất cả là size 8. Xin đứng gần cho các bạn xem nè, caro rất là đẹp ha, xéo hết khổ vải luôn. Cho nên là các chị em bị cái bụng to không cần phải lo lắng. Tuyệt đẹp luôn. Chị em nào mà size 8 mà thích mặc những cái dạng đầm như vậy nè, các bạn nên mua hết đi. CC nói thật đó. Tự tin mà mặc, xinh đẹp vô cùng. Để hoài luôn, rẻ quá luôn, hai bữa ăn sáng. Không còn cái nào mà có thể rẻ hơn như vậy nữa đâu các bạn. Xuất sắc luôn, mê luôn á. Thật là đẹp luôn. Sang nè, lịch sự nè, đẹp. Trên cả tuyệt vời. Xuống xa xuống xính với cái áo đầm như vậy nè. Thật là đẹp, đẹp lắm các tình yêu. Thiệt là đẹp luôn. Thích lắm các bạn. Ở bên trong có một lớp thun, mát lắm. Thích ha. Thiệt là đẹp luôn. Xì qua cái khác nha. Và tiếp theo, đây là cao đầm size 8. Thật là đẹp, rất sang. Các chị em mặc đi, ăn tiệc nè, tiệc cưới đó. Rất đẹp luôn. Sang mà rất duyên luôn. Các chị em bị cái mông to nó che hết rồi. Các chị em bị cái cánh tay nó che hết rồi. Các chị em bị cái bụng nó che hết rồi. Trên cả tuyệt vời luôn.
Size 8 với những thương hiệu nổi tiếng như vậy nên mua các bạn. Ở bên trong là mình vải thun mát lắm. Đây là dạng rộng suông. Đây là mình vải muslin. Trên cả tuyệt vời. Rất là sang luôn đó các bạn. Thật là sang và thật là đẹp luôn. Đi đám cưới như vậy thôi chứ gì nữa. Đúng không? Nhiều chị em không có thích mặc đầm dài thước tha thì đây chính là cái đầm mà các chị em cần mua. Áo đầm này Sissy nói thật là tuyệt vời, không còn điểm nào để chê hết trơn các bạn. Sang, lịch sự mà đẹp. Size 8. Thích lắm các bạn. Mấy cái đầm này Sissy nghĩ Sissy bán cũng nhiều lắm rồi đó. Mặc vào người nó mát lắm các bạn, thích lắm kìa. Không muốn cởi ra luôn, mát lắm. Đẹp ha. Khi các bạn đi đó, nó có chút gió của máy lạnh đó, cái nó bay bay lên một chút. Trời ơi, rất là duyên, rất là đẹp luôn. Size 8. Và tiếp theo, đây là một cao đầm cực kỳ là sang trọng và đẹp. Size 8, hiệu Calvin Klein, 123 đô, 50% off. Cực kỳ là sang và đẹp. Rồi Sissy không đúng size đó, Sissy mặc vào nhìn xấu cáo người ta quá các bạn. Các bạn mặc đúng nó sẽ là như vậy. Đây, cực kỳ sang luôn. Cái màu đó, phần này nó che phần bụng cho các bạn nè. Ở đằng sau Sissy phải kẹp lại nè. Tới nửa cái ống quyển ha, nửa cái chân dưới của chúng ta xẻ lên một chút. Đây là mình vải có chất liệu thun. Ở bên trong có một lớp lót mà họ may liền với cao đầm luôn. Màu xanh da trời đó. Đẹp, cực kỳ đẹp, sang, vô cùng là sang luôn. Đây, sẽ kéo lên cho nó đúng với cái bên nè. Đó, với cái eo nè, nó phải như vậy nha. Cực kỳ là sang và đẹp cái đầm này. Chị em nào size 8 đừng bỏ qua cái đầm này. Sissy nói thật, sang lắm, đẹp lắm luôn đó. Đây. Đó, Sissy kéo lên như vậy là các chị em nhìn thấy rồi. Rất là sang, đầm này các bạn mặc đi làm được. Nhưng cái màu này nó lợt quá, nó đẹp như vậy thì mặc đi làm thấy hơi uổng chút các bạn. Đi làm thì mặc cái màu nào nó tối tối một tí. Còn cái màu này đẹp quá, màu này để đi chơi thôi. Đi ăn uống với sếp hoặc là với lại những người trong công ty sang sang đẹp đẹp hay là gì đó. Hiệu Calvin Klein, rẻ, 50% off. Mê cao đầm này luôn. Tuyệt vời. Mình phải thun không nhăn nữa. Xuất sắc luôn. Sissy thiệt là mê cái đầm này mà Sissy không có. Không có sai của Sissy. Đây. Tuyệt đẹp hả? Cực kỳ đẹp luôn. Size 8, đừng bỏ qua. Và tiếp theo, đây là một cao đầm đẹp trên cả tuyệt vời với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, Nanette. Đẹp xuất sắc luôn, mê luôn. Cao đầm này ở bên trong có một cái đầm lót nữa bị ai đó lấy đi rồi. Cho nên khi mà Sissy mua cao đầm này, họ bớt giá cho Sissy. Nhiều quên rồi, phải coi lại receipt, đầm này lâu rồi. Size 8. Sissy thấy nó cũng không đến nỗi mỏng lắm đâu. Với lại mặc những dạng đầm như vậy là chắc chắn các chị em phải mặc ở bên trong một cái áo dài dài tới đây nè, cái loại lạnh đó, để nó protect cái làn da của các bạn. Đó là theo kiểu Mỹ mặc nha. Các bạn thấy cái độ xòe của cái phần váy không? Màu đẹp lắm, màu vàng, mà vàng đẹp lắm.
riêng cả tuyệt vời. Mê luôn đó các tình. Hiệu na nét đó. Đầm á, sang lắm. Lịch sự mà sang lắm. Lâu lắm rồi có mua được hiệu này nữa đâu. Trời ơi, Sisi mua lâu lắm rồi đó. Mua cả năm rồi để dành đó. Bây giờ mới còn. Chứ bây giờ các bạn đi tìm thương hiệu này mà nó on sale coi. Không có hết đâu các bạn. Không còn thấy bán nữa luôn. Trên cả tuyệt vời. Xuất sắc hả? Mê luôn các bạn. Size 8. Quá đẹp cái đầm này. Mình vải muslin nặng nặng, dày dày, đẹp lắm. Cực kỳ sang. Xuất sắc luôn đó. Đó, thích quá, không chịu review mà đứng nói hoài. Cắt ngang eo. Xếp ly, cài nút. Nút cởi ra được ha. Là như vậy thôi. Cực kỳ là sang trọng và đẹp. Thương hiệu này đắt tiền lắm đó các bạn. Rồi, cái mạc nó đã văng đi đâu rồi các tình yêu ơi. Không có mạc nha. Không biết cái mạc đâu mất rồi các bạn ơi. Rồi, không có thấy mạc ha. Chị em nào chịu mua cái đầm này là phải chấp nhận. Sisi không có mặc đâu nha, size 8 sao Sisi mặc các bạn. Đó, chị em nào muốn mua cái đầm này không có mạc nha. Đó, trên cả tuyệt vời. Sisi qua cái heo. Đây là một cái áo đầm cực kỳ sang trọng. Các bạn yêu cầu Sisi review cái áo đầm này là tại vì Sisi không có mua cái áo này là size xấu đó các bạn. Sisi bóp ở đằng sau lại thì nó dư khoảng 1-2-4 phân. Đây là thương hiệu của Pháp, thương hiệu ông già đây. Cực kỳ sang và đẹp, không có đắt tiền, bằng tiền hoặc là mắc hơn chút xíu à. Hiệu DKNY CK, nhưng mà những cái đó thì 50% off, mà cái này chỉ có 30% off thôi. Trên cả tuyệt vời. Đây là thương hiệu của Pháp nha. Ông là nhà design của hãng Chanel đó. Đây. Hết rồi các bạn ơi, không còn nữa. Thì chỉ có cái này là cái size 6 nè. Đó. Chị này muốn mua size 6 luôn, cho nên cháu Sisi mới mua đó. Nhưng mà vì chị chưa chuyển tiền. Đó thì nếu mà chị xem video này chị thích thì chị mua. Còn không thì ai chuyển tiền trước Sisi bán nè. Cực kỳ là sang và đẹp, mặc rất là thoải mái luôn. Đúng ra là Sisi mặc cái size 2 của Sisi cho các bạn xem. Nhưng mà có xem rồi Sisi cũng đâu có bán cho các bạn được. Tại con gái tặng mà. Đó. Cho nên là Sisi mặc cái size 6 nè. Để cho các chị em xem, để biết được. Cổ vừa nè, nách nè ha. Rộng phần này ha. Khoảng 4 phân. Trời ơi, mê ly, sang, thật là sang. Cháu Sisi có mua một cái nữa, cũng thương hiệu này mà màu khác, size 2. Chút xíu Sisi mặc cho coi. Size 2 là sẽ thuộc về Sisi hết đó. Trên cả tuyệt vời. Thật là sang và đẹp. Thì đây, đây là bóp hiệu ông già. Cao đầm này với cái bóp này là đúng y luôn. Bóp để phone cùng một thương hiệu. Trên cả tuyệt vời, đúng không ạ? Quá đẳng cấp rồi còn cái gì nữa các bạn. Và tiếp theo đây, đây là cái áo đầm thương hiệu ông già, vải jean. Đây là cái logo của ông. Size 6 ha. Rất là đẹp luôn các bạn. Trên cả tuyệt vời. Rộng rãi, thoải mái. Sisi nghĩ cái này Sisi mặc cũng được nữa đó.
Nhưng mà thường á, mà những cái vai mà họ có độn lên một chút như vậy nè, đầm như vậy đó, các bạn nào mà vai giống như vai ngang á, các bạn mặc sẽ đẹp lắm. Vai xuôi như CC á, thì phải có cái gì ở độn vai. Thì cái áo đầm này có độn nè, có độn một chút, mút mỏng. Thôi rộng quá CC mặc không được đâu, size 6 lận mà. Thật là đẹp độc lạ. Cái này là cháu CC lựa nha, chứ không phải CC lựa. Cháu mang xuống mấy cái đó, thấy đẹp quá cháu mua thêm hai cái nữa. Đẹp ha. Vải xin size 6. Giá tiền cũng bằng à, bằng hết những cái áo đầm Tommy, DKNY, CK bằng như vậy, nhưng mà 30% off, những cái đầm kia tới 50% off. Ở dưới CC không có những cái hiệu này, mấy này phải trên chỗ lớn á mới có, mall lớn mới có, tuyệt đẹp luôn. Thì đây là vải jean, cho nên là chúng ta nên xách những cái loại giỏ 4 như vậy. CC còn có 3 cái thôi đó, hết luôn rồi, giờ không mua được nữa các bạn ơi. 3 cái giỏ 4 ha. Trên cả tuyệt vời đó. Cái này là lâu lắm rồi nè, không bạn nào mua chứ. Thôi để mấy bữa nữa CC xài luôn, mai xài luôn cũng được. Đây, rất đẹp ha. Mấy cái này rẻ tiền, trời cái vỏ này bền lắm các bạn ơi. Có dây kéo không? Còn có ba cái này thôi nè, chị em nào nhanh sẽ mua được ha. Và đây là cái áo đầm size 6, xuất sắc luôn. Đây mới đúng là đẹp độc lạ nè. Các bạn ở Việt Nam ai nhanh mua được, thiệt luôn á, đẹp độc lạ đó, xuất sắc đó các bạn. Size 6 ha. Và tiếp theo đây là một cái áo đầm mà các tình yêu của CC sẽ mê luôn đó. Hồi đó có bán một cái giống y như vậy nhưng mà màu khác, chắc cả nửa năm trước rồi. Trên cả tuyệt vời. Đây là mình vải thun lạnh, lạnh ngắt luôn, với một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới, cực kỳ là sang và đẹp. Size 6 ha. Đây các bạn, một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng. Mê ly cái áo đầm này luôn đó. Mình vải thun lạnh nè, lạnh ngắt nè, không nhăn nè, đi đâu đều mang theo được, rất sang và rất đẹp luôn. Đầm này là CC nói thật, cho CC chấm điểm, CC chấm trên 200 điểm chứ không phải là 100 điểm nữa. CC mê cái áo đầm này lắm, không có sai của CC nè. CC bóp lại, CC size 2 mà CC mặc bóp lại như vậy nó dư cả 10 phân luôn. Đây là mình vải thun ăn gian sai được. Size 6 nha, đẹp mê ly luôn. Chị em nào nhanh thật nhanh sẽ mua được cái đầm này, đẹp lắm các bạn. Trên cả tuyệt vời, chỉ biết nói vậy thôi. CC mà chấm trên 200 điểm cao đầm này. Rất sang và rất đẹp. Không có một điểm nào có thể chê được cao đầm này. Trên cả tuyệt vời. Rồi mặc vào mê quá, không muốn cởi ra luôn á, mát lắm á, lạnh luôn á. Xuất sắc ha. Rồi xong size 6, bây giờ CC sẽ mặc vài cái nữa size 2 cho các chị em ha, chứ nếu không sẽ bị cụm len. Ok, và tiếp theo đây
Đây là thương hiệu ông già nè. Cháu của Sisi mua mang xuống tặng Sisi cái size 2 nè. Nhưng mà rộng quá. Cái kia size 2 Sisi mặc vừa y luôn, mà cái này size 2 lại rất rộng. Sisi bóp lại ở đằng sau khoảng 3-4 phân luôn. Sisi bóp lại như vậy thì cái ngực nó sẽ bị găng, nó không có ôm như vậy, cho nên cái đầm này Sisi không mặc được. Chị em nào size 4 ngực nhỏ một chút hãy mua lấy cái áo đầm này, với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, cực kỳ sang và đẹp luôn. Đây là mình vải gì đó các bạn, lạ lắm, đẹp lắm. Ở bên này họ xẻ ha. Ô, họ may cái kiểu lạ quá. Rất đẹp luôn các bạn, rất là lạ luôn đó, Sisi cũng không hiểu luôn. Nhưng mà đẹp quá các bạn. Sang vô cùng, đây mới đúng là đẹp, độc lạ. Đây là cái bóp nhỏ, cái giỏ đi ha, gọi là cái giỏ nhỏ đi. Cũng cùng một thương hiệu của ông già luôn. Này mua lâu lắm rồi nha, bây giờ đâu còn nữa đâu các bạn. Nếu các bạn mặc cái đầm này thì các bạn nên xách cái giỏ này. Đây mới đúng là đẹp độc lạ đó ha. Xuất sắc luôn. Trên cả tuyệt vời. Rộng nha, cái này size 2 đó. Mà Sisi bóp lại như vậy coi như rộng khoảng 3-4 phân ha. Còn cái ngực các bạn không có sợ đâu, tại ngực của Sisi lớn quá, nó bị găng đó. Còn các bạn mặc thì cái này ngực nó sẽ tim á, nó sâu xuống, nhưng mà nó sẽ nằm, nó sẽ ôm lấy cái ngực các bạn. Don't worry cái phần này, Sisi biết. Tại ngực của Sisi nó bè lắm. Cái mình vải đẹp, mê ly luôn, sờ vào là phê luôn á. Xuất sắc các bạn ơi. Ủa, có túi hả ta? Túi đâu? Ủa, hơi lạ nha, chờ xíu xíu chút đi. Phần này nè, có túi mà các bạn. Cái túi đâu? Ôi trời đất ơi, túi đây mà không nhìn thấy. Trời ơi, mê cái đầm này quá các bạn ơi. Đã vậy còn có túi nữa nè. Ôi xuất sắc luôn, không có một điểm nào có thể chê cái đầm này được. Mê luôn các bạn. Ờ à, trời ơi, túi như vậy nè mà Sisi không biết. Đầm này size 2 nha các bạn. Mà Sisi mặc rộng khoảng 3-4 phân ha. Tức là size small các bạn mặc được đó. Quá là đẹp và sang vô cùng cái áo đầm này luôn. Không có một điểm nào chê luôn đó. Trên cả tuyệt vời. Sisi thích cái giỏ này các bạn. Vì cái ngăn ngoài chúng ta để mắt kính. Giỏ này mua lâu lắm rồi đó. Ở trong này các bạn đựng gì đựng, tha hồ đựng, rộng lắm. Ngoài này để phone. Quá tuyệt vời luôn. Nhỏ, gọn, dễ thương nữa. Cùng với thương hiệu với cái áo đầm này nữa. Đây mới đúng là đẹp, độc lạ đây. Các chị em ở Việt Nam nên mua đó. Khỏi đụng hàng luôn. Mua nguyên bộ này nè. Đúng là đẹp, độc lạ. Xuất sắc luôn. Size 2 nha. Size 2. Nhưng mà Sisi mặc rộng khoảng 3 phân. Tức là size 4 các chị em mặc được. Xuất sắc quá. Mình vải phê luôn. Trên cả tuyệt vời. Và tiếp theo đây. Đây là một cái áo đầm. Trời ơi, xin nói với các bạn. Mặc vào mê luôn. Size 2. Cháu Sisi mới mang xuống đây. Mình vải thun lạnh. Nhưng không có lạnh ngắt. Lạnh đó. Có cái độ rũ nè. Các bạn thấy không? Đẹp. Eo nè. Mông nè.
mông cc nhỏ mà mặc thấy đẹp như vậy. Trời ơi, các bạn có mông một chút chắc đẹp lắm. Ngực nè, thấy không các bạn? Đúng là những thương hiệu nổi tiếng ha. Ngực nè, eo nè, bụng nè, mông nè. Trời ơi, xuất sắc mê ly luôn. Size 2 nha các tình yêu. Mình vải không nhăn luôn. Đi du lịch đi đâu đó chơi mang theo. Trời ơi, rất đẹp. Đừng mang cái này nha. Mang đôi sandal khoảng 5 phân, 7 phân gì đó. Trời ơi, đẹp mê luôn. Nhìn trẻ trung, đẹp, độc lạ, tự tin luôn. Cái phần cổ, cái này họ viền, họ thắt bính. Thắt bính nguyên một cái vòng cổ luôn. Đằng sau là dây kéo. Tuyệt đẹp. Sang vô cùng luôn các bạn. Size 2 ha. Xuất sắc. Mê luôn á các bạn ơi. Thiệt là mê luôn. Cái này là thun. Thành ra An Giang cũng được nè. Size 4 các bạn mặc được đó. Nè, xí mặc rộng. Ngực lớn. Phần bụng, eo, rộng. Size 4 các bạn mặc được đó. Đây. Mê luôn với cái mình vải luôn. Xuất sắc luôn. Size tiếp theo. Trời ơi, xí nói hả? Thật là ngầu và thật là đẹp luôn. Mê luôn đó các bạn. Nó sẽ che được cái phần bụng cho chúng ta. Nhưng mà đây là cái đầm mà dành cho các bạn cao. CC mặc vừa hết luôn. Nhưng mà cái lưng CC ngắn quá, cho nên nó không đẹp. Các bạn nào cao, dĩ nhiên lưng các bạn phải dài chút rồi là các bạn mặc nó như vậy nè. CC mặc vừa hết luôn, đẹp, thật là đẹp luôn đó các bạn. Nhưng mà chỉ cái lưng ngắn, không mặc được. Trời ơi, cực kỳ là đẹp. Mình vải phi nữa, mát lạnh luôn. So sexy cái áo đầm này. Trời ơi, đầm này mà đi nhảy đầm nè, đi club nè. Trời ơi, đi sang lắm các bạn, vừa sang vừa đẹp. Đó, CC mặc cho các bạn xem thật là kỹ ha. Nếu các bạn nhỏ xíu con như CC, lưng ngắn nhỏ con như vậy, không mua cao đầm này. Nếu các bạn nào là size 2, size X more mà các bạn cao thì các bạn nên mua cao đầm này. Đẹp tuyệt vời luôn đó, CC nói thiệt. Khi các bạn mặc đúng nó sẽ là như vậy. Nè, thấy cái vai không? Cái vai này lên ít nhất cũng phải là 2-3 phân đó. Trời ơi, mê ly luôn các tình yêu ơi. Không có điểm nào che cái áo đầm này cả. Cực kỳ sang và đẹp luôn. Đi đám cưới, đi đám tiệc, đi party, đi tất cả luôn. Đẹp xuất sắc. Trên cả tuyệt vời. Thấp người như CC không mua nha các bạn. Mua mặc không được nha. Dành cho các bạn nào cao. Cái phần này nó cắt ngang, nhưng mà không có thun, không có gì đâu nha. Này là phải đúng size nha các bạn. Nè, các bạn thấy đẹp không? Trời ơi, mê ly luôn. Tức là các bạn nào size 2 và size X more sẽ mặc được cái áo đầm này với điều kiện các bạn cao. Tại vì đây, CC nắm ngay vai, kéo lên. Ít nhất phải là 3-4 phân cao. Lưng dài chút, cao. Trời ơi, không có điểm nào chê hết. Và vì cái màu nó như vậy, khoan, cái tay nè. Cái này có cái hộp nút ha. Tay này giống như sơ mi. Xăng lên cũng được, nhưng mà CC nghĩ bỏ như vậy đẹp hơn là xăng. Cái màu quá đẹp, cho nên CC xách với lại cái bóp này. Ủa, đây là cái bóp CC cưng lắm nè mà chưa có cơ hội xài. Đây là thương hiệu Guess. Cái mạc CC cắt ra rồi.
định để xài đó, nhưng mà chưa có xài đâu. Chị em nào tin mua à? Đây là hàng độc lạ và hiếm đó. Thương hiệu Ghét ha, rất là sang. Bóp đầm. Bóp để phun đó. Trời ơi, bộ này cực kỳ sang các bạn. Chị em nào size X small, size 2 cao, nghe lời CC đi, mua đi. Mê lắm luôn á. Đây là cái áo đầm và cái bóp cuối cùng trong video này. Review nhiều quá rồi đúng không? Size 8 là nhiều nhất là tại vì rất là nhiều các chị em yêu cầu size 8. Kế tới là size 6 và cuối cùng là size 2. Rồi, các chị em thích cái nào chụp lại màn hình. Các bạn ở Việt Nam nhắn tin với anh Sa qua Zalo 0982571934. Các chị em ở Mỹ nhắn tin với CC 706-987-9063. Nhớ gửi hình nha. Các chị em ở nước ngoài kết bạn với CC Viber 1-706-987-9063. CC xin được tạm ngừng video ở đây nha. Bye bye. I love you.